lôi chọn các anh em nha. Chiều 5 giờ định không cho nó ra săn rồi, nó đang hai lông nhiều quá, kiểu như mới mưa á anh em. Tạnh rồi đứng gió thấy trời đẹp quá à. Ra lội vòng vòng kiếm con hay con mồi, kiểu mồi mà chi mà hai lông mà mồi tươi cho nó ăn, kiểu như lẹ lắm. Chỗ xuống đây để mình đổi camera lên. Rồi lên con. Gì hết. Ok anh em. Anh em nhìn đám xẻ đó kìa. Chơi chim bắt cò này kia, chim ăn thôi chứ không bắt sẻ anh em, nhiều lắm, quá trời quá đất luôn. Giờ vụ chắc chỉ mấy con bịp thôi chứ không là bịp nó nhảy trên cây á anh em, đứng trong bụi nhảy á. Cái gì nữa bãi gì không có con cò luôn á. Chết quá trời đẹp rồi. Chín cò nha anh em kìa. Dạ. Đi vô luôn em ơi. Chờ muốn mưa tới.